Xin chào anh em nhé, chào mọi người. Thì hôm nay mình lại ra ngé lại cái tổ cu gáy ở đây anh em ạ. Kìa kìa, cây cau kìa. Thì bây mình sẽ đưa máy lên để xem tổ cu gáy đã nở cho anh em nhé. Hay là hôm trước mình đáo cây nó bay ra đấy nó bỏ rồi. Bây mình phải lên mới biết được mọi người ạ. Thì hôm nay hai anh em đi muốn tìm tổ khuyên. Thì em cũng muốn nuôi khuyên anh em ạ. Thì em thì cũng muốn nuôi, hiện tại em biết một tổ nhưng mà em lại không em biết một tổ như vậy, từ hôm nhìn thấy nó nhưng lại không để ý là nó ra hay chưa, vì là cũng khá lâu rồi, em đang nghĩ là nó sợ ra tổ mất rồi hoặc là người khác lấy rồi. Thì anh em sẽ đi thôi em, để cùng tìm tổ đó xem còn không và tìm những tổ khác em nhé. Ok. Ui. Con bố mẹ nó ra anh em ạ, vừa mình bay lên con bố mẹ bay ra thì chắc nó chưa bỏ đâu. Bây mình sẽ quay và xem con này nó nở chưa anh em nhá, tổ này nó nở chưa. Đây này, cành cau nó quẹt vào vậy khó nhìn quá. À kìa. Vẫn có trứng anh em ạ, lên thêm tí nữa thì có nhìn gì không anh em? À vẫn hai trứng anh em ạ. Chưa nở anh em nhé. Tổ này chưa nở anh em ạ. Thế bây giờ anh em sẽ đi cùng em để đi tìm tổ khác. Đi tìm cái tổ hôm đầu tiên em quay, cái tổ khuyên đầu tiên nhìn thấy á. Thì hôm đấy là nó đang ấp rồi, thì đến hôm nay em nghĩ là nó sợ nó ra tổ mất rồi. Khuyên nó ấm này rất nhanh nở và rất nhanh ra tổ. Thì bây giờ anh em sẽ theo em nhé. Anh em nhá. Đây tổ khuyên này là nhìn thấy đầu tiên này. Tổ này em đảm bảo luôn là quả này nở là đẹp luôn rồi anh em ạ. Bây giờ em sẽ trèo lên anh em nhá. Trèo lên để lấy về nuôi anh em ạ. Từ đây tìm thấy nhiều em sẽ tặng cho anh em nhá. Đây bây giờ em sẽ trèo lên. Bỏ mua. Bỏ con máy lại. Trèo được không? Khó trèo đấy. À, con gì đây? Ủa. Con bọ gì ạ? Bọ gì nhiều thế? Con bọ dài. Đây. Trên này nhiều lắm. Ui anh em ơi. Cái con bọ dài nhiều quá. Con bọ cây này. Cậu ui. Con bọ này nó bọ cây dài đặc cây luôn. Đây kín cây này. Ấy. Để trèo lên của con này. Tổ này nó nở rồi anh em ạ. Bố mẹ đang kêu ầm ầm. Chỗ nào nhỉ? Đây rồi. Xấu hay giòn không nhỉ? Nhìn vào tổ đấy nhá. Em ơi dạ. Em nhìn tổ xem nó bay không nhá.
thì thật anh em ạ. Thì hục lên thì trong tổ có ra tổ rồi đây. Đấy, ra mất tổ rồi, chính tổ khuyên rất là nhanh, khuyên ra nhanh ra tổ thật anh em ạ. Thì hục trèo lên với mãi cuối cùng là ra tổ mất rồi. Căn bản là không có thời gian nhiều để đi nghé anh em ạ, mà cũng không loát nhớ được là tổ này nở đỡ ấp từ bao giờ, mà cơ bản là quan trọng nhất là phải có thời gian, nên không có thời gian nên là bỏ qua ngày nó bị ra tổ, đoán không sai. Chắc cặp tổ chim non này ra tổ thì nó chỉ quanh đây thôi anh em ạ, nên chim bố mẹ đang kêu do do là tiềm giác tổ bé, tôi khuyên chỉ thế thôi mà anh em này. Thôi nó ra tổ rồi. Chắc mới ra thì nó cũng vẫn quanh quẩn, bố mẹ vẫn kêu đây anh em ạ. Mệt quá. Để về hai anh em lại đi tìm chỗ khác anh em nhá. Anh em theo em. Anh em ạ, ở đây thì hai anh em phát hiện được một cái cây nhãn. Ở đây một cây nhãn bị chặt này. Đây anh em. Không biết là liệu có tổ chim không, nhưng mà em nghĩ là có. Đây em sẽ trèo vì nó rất ung tùm. Đấy, ra đây từ đây phát là trèo màu nó hót căng căng rồi. Đó, đang sóc rồi. Đây mình sẽ trèo tự lên. Em đưa anh máy anh quay con kia. Đây anh em này. Khi mà hai anh em ra đây thì thấy con trèo màu này đang sóc màu màu. Một cặp luôn anh em ạ. Đây. Một cặp. Tạm bay. Anh em này, em phát hiện là có phân chim ở đây. Phân chim gì trông như có phân cám này à? Không phải anh em ạ. Đây có rác tổ anh em ơi. Có rác tổ chim ở đây. Có rác tổ chim đây anh em ơi. Đây là rác tổ chim. Hay là nhỉ. Đây không có tổ chim nào ở đây. Hay tổ chim gì kia, để em trèo lên anh em nhé. Anh em ạ, trèo hẳn lên trên này thì dễ nhìn hơn, quan sát tổ dễ hơn. Để trèo vào thì nó làm cũng hơi kín à. Ui mệt. Những cành khô này trèo nguy hiểm lắm. Bật bóng xuống. Anh em ạ, ở trên cây này thì em phát hiện được một tổ gái anh em ạ. Tổ gái bắt đầu làm. Tổ gái bắt đầu làm anh em ơi. Đây anh em. Rác này, rác gái này. Nó cắp những cành quay lên anh em này. Đó, gái tổ này đang làm. Nhớ hôm nay em ơi, nhớ tí nữa xuống nhớ hôm nay ngày gì, để ngày bao nhiêu để nhớ tổ gái này nhá. Nhiều anh em cũng hỏi thích gái. Thế em có một tổ em nhìn thấy ban nãy em quay đấy, thì tổ đấy em để lại nuôi anh em ạ. Còn tìm được tổ khác thì sẽ tính cho anh em. Không thấy có tổ nào. Đến đây một trò màu nó quấn sóc cả mầm nhưng mà không thấy có tổ. Anh em ạ, ra nghé lại cái tổ khuyên mà hôm trước có 3 trứng. Nghé xem nở cho anh em nhé. Hôm nay đi thì
không gặp được tổ nào. Được định lấy cái tổ kia nhưng mà nó ra tổ rồi anh em ạ. Đây có tổ đây này. Ăn nở rồi anh em ơi. Làm thấp tè anh em ạ. Ba con nở rồi nhưng mà non lắm. Đấy. Đây anh em ơi, lại tiếp tổ này. Tổ này cũng làm thấp tè anh em ạ. Mấy con? Ba con anh em ơi, nở hết rồi. Tổ này nở trước. Ok. Phát hiện một tổ chim mọi người ạ. Con diều mọi người ơi, tổ chơi than.